Chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn dự án khu đô thị Sài Gòn Quay S tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức do công ty địa ốc Grifico phát triển. Khu đô thị Sài Gòn Quay S sở hữu vị trí đắc địa nằm trải dài ven sông và mặt tiền xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ. Thành phố Thủ Đức có quy mô hơn 30 hectare trên vị trí khu đất cũ công ty cổ phần xi măng Hà Tiên cũ. Thiết kế tổng quy hoạch dự án Sài Gòn Quay S Thủ Đức được thực hiện bởi những đơn vị thiết kế quốc tế hàng đầu là Awing và Merrill. Khu đô thị Sài Gòn Quay S được đánh giá là lý tưởng để sống, làm việc, vui chơi giải trí. Khu đô thị Sài Gòn Quay S Trường Thọ được phát triển đẳng cấp, tiện ích sông nước cùng cây xanh và môi trường thân thiện. Với hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, Sài Gòn Quay S mang đến chất lượng sống hoàn hảo cho cộng đồng cư dân Tinh Hoa, nơi làm việc của các công ty danh tiếng trên thế giới. Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Quay S là công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Trường Thọ với các liên danh gồm có công ty cổ phần phát triển và tài trợ địa ốc RC công ty Rifico góp vốn với tỷ lệ 49%. Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên một vốn góp với tỷ lệ 45,9%. Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên sở hữu với tỷ lệ 5%. Khu đô thị Sài Gòn Quay S phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Đồ án thiết kế đô thị trục xa lộ Hà Nội tỷ lệ tháng 1 năm 2000 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2014. Nhóm review thông tin bất động sản, alo căn hộ sg.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Bấm like để ủng hộ và theo dõi chúng mình nhé.